Xin chào tất cả các em học sinh. Ở tiết trước, các em đã được học về một nguyên tố quan trọng của nhóm 6A, đó là nguyên tố lưu huỳnh. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu đến các em các hợp chất của lưu huỳnh, đó là hợp chất hydro sunfua, lưu huỳnh dioxit, lưu huỳnh trioxit. Với thời lượng tiết 1 hôm nay, các em học về hợp chất hydro sunfua với công thức phân tử là H2S. Trong bài học này, các em sẽ được tìm hiểu về tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên và cách điều chế khí hydro sunfua. Các em đi vào phần mục lớn, tính chất vật lý. Cô mời các em xem một đoạn phim thời sự. Thông tin thêm về vụ 4 thợ lặn tử vong trong khi trục vớt tàu chở dầu Onecasoan tại khu vực biển xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế vừa cho biết kết quả khảo sát ban đầu tại hiện trường. Theo đó, thì các khoang ballast của tàu Onecasoan nhiễm khí ga với nồng độ rất cao, trong đó nồng độ khí hydro sunfua, tức là H2S, rất đậm đặc khi lực lượng chức năng thả vịt vào khoang ballast nơi có thi thể các nạn nhân để kiểm tra nồng độ khí độc thì vịt chết ngay tức khắc. Còn trên boong tàu thì không có khí độc phát tán. Theo các lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế, nếu muốn tiếp tục trục vớt boong tàu này thì phải xử lý toàn bộ khí độc, nếu không sẽ tiếp tục gây ra những hậu quả nặng nề. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường, yêu cầu các lao động không được tiếp cận tàu Onecasoan và tiến hành khám nghiệm tử thi, đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của các thợ lặn trước khi xem xét có thể khởi tố vụ án hay không. Hydro sunfua là hợp chất khí có mùi chứng thối rất độc, thường có nhiều ở những nơi môi trường bị ô nhiễm nặng như là cống rãnh, đáy giếng. Đoạn phim thời sự nói trên nói về việc 4 thợ lặn tử vong do nhiễm độc khí hydro sunfua ở xã Vinh Thanh, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì như các em đã nghe ở trong đoạn phim thời sự, khí hydro sunfua là chất khí không màu, mùi trần thối và rất độc. Cô cung cấp thêm cho các em một số thông tin về tính chất vật lý. Với tỷ khối hơi xấp xỉ 1,17, khí hydro sunfua hơi nặng hơn không khí. Hóa lỏng ở nhiệt độ âm 60 độ C và tan ít trong nước với cái độ tan của khí hydro sunfua ở 20 độ C, 1 atmosphere là 0,38 gram trong 100 gram nước. Sau đây, cô mời các em trả lời một câu hỏi sau. Chúng ta có khí H2S. Khi tan vào nước thì tạo thành dung dịch H2S. Vậy hai hợp chất này đọc tên như thế nào? Khí H2S các em đọc là khí hydro sunfua. Còn dung dịch H2S thì các em đọc là dung dịch axit sunfuric. Cách đọc tên của hai hợp chất này là khác nhau, các em cần lưu ý. Chúng ta chuyển sang phần 2 lớn, tính chất hóa học. Như vậy, khí hydro sunfua khi tan vào nước thì tạo thành dung dịch axit sunfuric. Suy ra, tính axit chính là một trong các tính chất hóa học của dung dịch H2S. Bây giờ, các em hãy xác định số xóa của nguyên tố lưu huỳnh trong hợp chất H2S, từ đó dự đoán tính oxy hóa, tính khử của hợp chất H2S. Số xóa của lưu huỳnh trong hợp chất H2S là -2. Các số xóa có thể có của lưu huỳnh là -2, 0, cộng 4, cộng 6. Như vậy, số xóa -2 của lưu huỳnh trong hợp chất H2S là thấp nhất, nên nó sẽ có khuynh hướng tăng lên 0, cộng 4, cộng 6. Do đó, H2S thể hiện tính khử mạnh. Chúng ta đi vào cụ thể tính chất thứ nhất, tính axit. Khí hydro sunfua khi tan vào nước tạo thành dung dịch axit sunfuric. Cô xin nhấn mạnh, axit sunfuric là một axit rất yếu, yếu hơn cả axit carbonic và không làm đổi màu vì tím. Đây là một axit hai nấc, cho nên khi cho axit sunfuric tác dụng với dung dịch bazơ, cụ thể ở đây là dung dịch natri hydroxit, có thể thu được hai loại muối khác nhau. Khi cho natri hydroxit tác dụng với dung dịch axit sunfuric theo tỷ lệ 1:1 thì tạo thành muối NaHS và nước. Muối NaHS là muối axit có tên là natri hydrosunfua. Khi cho dung dịch natri hydroxit tác dụng với dung dịch axit sunfuric theo tỷ lệ 2:1 thì tạo thành sản phẩm là Na2S và nước. Na2S là muối trung hòa có tên là natri sunfua. Như vậy,
tùy theo tỷ lệ số mol của bazơ và axit mà ta thu được các cái sản phẩm muối khác nhau. Các em đi vào tính chất thứ hai, đó là tính khử mặn. Cô mời các em xem một đoạn phim thí nghiệm đốt cháy khí hydro sunfua trong không khí. Các em nhớ ghi nhận hiện tượng. Hydro sunfua tác dụng với oxy không khí. Rót axit clohydric loãng vào bình cầu có chứa sắt 2 sunfua. Phản ứng hóa học xảy ra, đậy nhanh miệng bình cầu bằng nút cao su có cắm sẵn ống hút nhọn. Đến khi hydro sunfua toát ra mạnh, châm lửa đốt dòng khí thoát ra ở đầu ống hút nhọn, ta thấy hydro sunfua cháy trong không khí cho ngọn lửa màu xanh mờ. Lấy mặt kính đồng hồ chắn ngang ngọn lửa, ngăn cản bớt oxy không khí, ta thấy xuất hiện những tinh thể lưu huỳnh màu vàng. Khi đốt cháy khí hydro sunfua trong không khí, thì khí hydro sunfua cháy cho ngọn lửa màu xanh nhạt. Trong phản ứng này, khí hydro sunfua đã bị oxy hóa thành hợp chất SO2 lưu huỳnh dioxide. Số xóa của lưu huỳnh từ -2 tăng lên +4. Khi ta lấy một tấm kính chắn ngang ngọn lửa đèn cồn, thì ta thấy xuất hiện những tinh thể màu vàng. Những tinh thể màu vàng đó chính là những tinh thể lưu huỳnh. Trong phản ứng này, khí hydro sunfua đã bị oxy hóa thành lưu huỳnh tự do có màu vàng. Số xóa từ -2 tăng lên 0. Như vậy, các em cần lưu ý, khi đốt khí hydro sunfua ở nhiệt độ không cao hoặc trong điều kiện thiếu khí oxy thì khí hydro sunfua sẽ bị oxy hóa thành đơn chất lưu huỳnh màu vàng. Và phản ứng này cũng giải thích tại sao khi chúng ta để dung dịch axit sunfuric lâu ngày trong không khí thì dung dịch này sẽ có vận đục màu vàng, bởi vì chúng ta có phản ứng xảy ra là dung dịch axit sunfuric bị oxy hóa thành lưu huỳnh đơn chất có màu vàng, số xóa của lưu huỳnh từ -2 tăng lên 0. Ngoài oxy thì H2S còn phản ứng với các chất oxy hóa khác. Cô mời các em xem một cái mô phỏng thí nghiệm. Ở đây chúng ta có hóa chất là muối sắt 2 sunfua và axit clohydric khi phản ứng với nhau sẽ tạo thành khí hydro sunfua. Sục khí hydro sunfua vào dung dịch brom có màu vàng. Phản ứng xảy ra và dung dịch brom đã bị mất màu. Trong phản ứng này, khí hydro sunfua bị oxy hóa thành hợp chất axit sunfuric. Số xóa của lưu huỳnh từ -2 tăng lên +6. Như vậy, ở phần tính chất hóa học, các em cần ghi nhớ những điều sau. Thứ nhất, khi nói về khí hydro sunfua thì khí này có tính khử mặn. Còn khi nói về axit sunfuric thì axit này sẽ có tính khử mặn và tính axit yếu. Thứ hai, tùy thuộc vào điều kiện phản ứng, nồng độ và bản chất của chất oxy hóa mà lưu huỳnh -2 có thể bị oxy hóa thành lưu huỳnh 0, lưu huỳnh dương 4 hoặc lưu huỳnh dương 6. Chúng ta chuyển qua phần 3 lớn, trạng thái tự nhiên và cách điều chỉ khí hydro sunfua. Trạng thái tự nhiên. Khí hydro sunfua có trong một số nước suối, khí núi lửa và chất khí thoát ra từ protein bị thổi rửa, hay nói cách khác là chất khí thoát ra từ xác chết của người và động vật. Điều chế. Vì khí hydro sunfua là một khí độc và không có những ứng dụng trong thực tế, cho nên trong công nghiệp sẽ không sản xuất khí hydro sunfua. Còn trong phòng thí nghiệm, người ta cũng điều chế ra một lượng nhỏ với mục đích nghiên cứu. Thì muốn điều chế được, các em sẽ cho muối sunfua tác dụng với dung dịch axit mạnh, ví dụ như axit clohydric hay là axit sulfuric loãng. Sau đây, cô mời các em xem một cái mô phỏng. Đó là điều chế và thu khí hydro sunfua trong phòng thí nghiệm. Ở bộ dụng cụ này, các em thấy chúng ta sẽ sử dụng các cái hóa chất, đó là muối sắt 2 sunfua, chất rắn màu đen, và axit clohydric. Nhỏ từng giọt axit clohydric vào bình cầu đựng muối sắt 2 sunfua.
phản ứng sẽ xảy ra là một cái phản ứng trao đổi sẽ tạo thành khí hydro sunfua. Các em có thể quan sát cái phản ứng xảy ra, đó là sắc 2 sunfua tác dụng acid chlorhydric tạo thành muối sắc 2 clorua và giải phóng khí hydro sunfua. Trong phản ứng này, muối sắc 2 sunfua đã tan vào dung dịch acid chlorhydric. Câu hỏi đặt ra cho các em là có thể thay muối sắc 2 sunfua bằng một cái muối sunfua khác được không? Và câu trả lời là có. Miễn sao muối sunfua đó tan được trong acid mạnh như là acid chlorhydric hay là acid sulfuric loãng vân vân. Để biết được muối sunfua nào tan được trong acid thì các em quan sát cho cô bảng tính tan của các cái muối sunfua trong nước và trong acid. Nhìn vào bảng thì ta thấy hầu như các cái muối sunfua đều tan được trong acid, chỉ trừ ba muối đó là kalimi sunfua, đồng sunfua và chì sunfua. Như vậy, khi điều chế khí hydro sunfua, các em không được lấy ba muối này để cho tác dụng về acid, bởi vì ba muối này không tan trong acid. Các em cần lưu ý điều đó. Chúng ta đã vừa tìm hiểu xong các cái tính chất vật lý, tính chất hóa học, trạng thái tự nhiên và điều chế khí hydro sunfua. Sau đây, cô và các em sẽ làm một vài câu trắc nghiệm để củng cố lại bài học ngày hôm nay. Chúng ta đi vào câu 1. Tính chất nào sau đây không phải của khí hydro sunfua? A. Khí hydro sunfua hơi nặng hơn không khí. B. Khí hydro sunfua khi tan trong nước tạo thành dung dịch axit sunfuric. C. Khí hydro sunfua tan nhiều trong nước. D. Khí hydro sunfua không màu, mùi trưởng thối, rất độc. Về tính chất không phải của khí hydro sunfua, chúng ta chọn đáp án C. Bởi vì khí hydro sunfua tan ít trong nước. Câu 2, hãy chọn thử từ so sánh tính axit đúng trong các dãy so sánh sau. Câu A, tính axit giảm dần từ HCl, H2S và H2CO3. Câu B, tính axit giảm dần từ HCl, H2CO3 và H2S. Câu C, tính axit giảm dần từ H2S, HCl và H2CO3. Câu D, tính axit giảm dần từ H2S, H2CO3 và HCl. Như các em đã biết thì axit chlorhydric HCl là một axit mạnh. Axit sulfuric là một axit rất yếu, yếu hơn cả axit carbonic. Vì vậy, đáp án của chúng ta sẽ là B. Câu 3. Cho phản ứng H2S tác dụng clo, tác dụng nước tạo thành axit sulfuric và axit chlorhydric. Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng? A. H2S là chất oxy hóa, clo là chất khử. B. H2S là chất khử, nước là chất oxy hóa. C. Clo là chất oxy hóa, nước là chất khử. D. Clo là chất oxy hóa, H2S là chất khử. Chúng ta thấy trong phản ứng này có hai nguyên tố thay đổi số xóa, đó là lưu huỳnh và clo. Lưu huỳnh từ số xóa trừ 2 tăng lên cộng 6, thể hiện tính khử. Còn clo từ số xóa 0 giảm xuống trừ 1, thể hiện tính oxy hóa. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta là clo là chất oxy hóa, H2S là chất khử, đáp án D. Sau đây, cô xin giới thiệu cho các em một cái dạng toán, đó là H2S phản ứng với dung dịch natri hydroxit hoặc kali hydroxit. Đây là một dạng toán cơ bản và thường gặp. Như lúc này các em đã được học, thì khi cho H2S tác dụng với dung dịch bazơ, ví dụ như natri hydroxit, thì tùy theo tỷ lệ hai chất mà có thể tạo được các cái loại muối khác nhau. Nếu như tỷ lệ 1:1 thì sẽ tạo thành muối axit. Nếu như tỷ lệ 1:2 thì sẽ tạo thành muối trung hòa và có thể trong trường hợp tạo thành hai muối. Vậy khi làm bài toán này, các em phải lập tỷ lệ số mol của natri hydroxit trên số mol H2S. Nếu như tỷ lệ T này bằng 1 thì sẽ thu được muối natri hydrosunfua. Nếu tỷ lệ này bằng 2 thì sẽ thu được muối natri sunfua. Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1 thì thu được muối natri hydrosunfua và có hydrosunfua dư. Nếu tỷ lệ này lớn hơn 2, chúng ta thu được muối trung hòa natri sunfua và có natri hydroxit dư. Nếu như chúng ta tính tỷ lệ này lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2 thì phản ứng này tạo hai muối
Để rõ hơn về dạng toán này, chúng ta sẽ cùng đi làm ví dụ 1. Ví dụ 1, dẫn 3,36 lít khí hydro sunfua vào bình chứa 180 ml dung dịch natri oxit 2 ml. Dung dịch sau phản ứng gồm những chất tan nào và tính lượng mũi tạo thành. Từ đề bài, chúng ta tính được số mol của khí hydro sunfua là 0,15 mol. Số mol của natri oxit là 0,36 mol. Từ đó chúng ta lập tỷ lệ T bằng số mol của natri oxit chia số mol hydro sunfua bằng 2,4. 2,4 thì lớn 2, do vậy thu được muối natri sunfua và natri oxit có dư. Vậy chúng ta trả lời câu hỏi thứ nhất, đó là dung dịch sau phản ứng gồm những chất tan nào? Dung dịch sau phản ứng sẽ gồm chất tan natri sunfua và dư natri oxit. Chúng ta viết phương trình phản ứng tạo muối natri sunfua. Vì phản ứng trên dư natri oxit, cho nên chúng ta sẽ dựa vào số mol của khí hydro sunfua để tính được số mol của muối. Cụ thể, 0,15 mol khí hydro sunfua sẽ tạo thành 0,15 mol muối natri sunfua. Và chúng ta lấy số mol này nhân với khối lượng phân tử thì sẽ tính được khối lượng muối tạo thành, đó là 11,7 gram. Cô xin giới thiệu cho các em ví dụ 2. Dẫn 0,448 lít khí hydro sunfua vào bình chứa 280 ml dung dịch kali hydroxit 0,1 ml tính lượng muối tạo thành. Theo đề bài thì chúng ta cũng sẽ tính được số mol của khí hydro sunfua là 0,02 mol và số mol của kali hydroxit là 0,028 mol. Từ đây chúng ta cũng lập tỷ lệ T bằng số mol của kali hydroxit chia số mol H2S bằng 1,4. Như vậy 1,4 là một con số lớn hơn 1 và nhỏ hơn 2. Như vậy chúng ta suy ra là phản ứng trên đã tạo hai muối, cả muối axit và muối trung hòa. Vì phản ứng này tạo hai muối, cho nên chúng ta phải viết hai phương trình. Để giải bài này, chúng ta đặt ứng x, y lần lượt là số mol của khí hydro sunfua ở hai phản ứng. Từ tỷ lệ của phương trình, thì chúng ta dễ dàng suy ra được số mol của bazơ lần lượt là x và 2y, số mol của muối lần lượt là x và y. Chúng ta lập được hệ phương trình. Số mol của khí hydro sunfua bằng x cộng y bằng 0,02 và số mol của bazơ KOH bằng x cộng 2y bằng 0,028 mol. Từ đó chúng ta giải được số mol x bằng 0,012 và y bằng 0,008. X và y này cũng chính là số mol của hai muối. Vì vậy, muốn tính được khối lượng của hai muối, chúng ta chỉ cần lấy số mol này nhân với khối lượng phân tử. Sau đó, muốn tính tổng lượng muối tạo thành, chúng ta lấy hai cái khối lượng muối này cộng lại và kết quả cuối cùng là 1,744 gram. Đây là một cái dạng toán cơ bản và thường gặp trong các cái đề kiểm tra, vì vậy các em cần luyện tập và tìm thêm các cái bài tập để làm. Về nhà, các em nhớ học lý thuyết và làm các cái bài tập sách giáo khoa, sách bài tập, đọc trước cho cô bài Lewis dioxide, Lewis trioxide. Và các em thảo luận với nhau. Chúng ta biết khí hydro sunfua là một cái khí độc có hại. Vậy thì phải làm gì để giảm thải khí hydro sunfua vào môi trường sống của chúng ta? Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào các video sau.